Hello everyone and welcome to Phát Âm Hay channel. I am Yin. In the previous video, we learned about the k sound and we have to talk about a pair of k, which is the g sound. G in the word go, go or goat, goat, which is quite different from the g in Vietnamese. So if you want to know how to pronounce the g sound correctly, please continue watching this video. Trong đoạn video này thì chúng ta sẽ nói về cách phát âm âm G. Và G được gọi là một cặp âm với nhau. Và nếu bạn muốn biết học cách phát âm âm K, các bạn có thể coi đoạn video khác. Mình nói rất là kỹ về âm K. Và trong này thì mình sẽ nói về âm G. Và G giống nhau ở khẩu hình, có nghĩa là cách di chuyển môi răng lưỡi giống nhau, nhưng là âm không rung và G, G là một âm rung. Mình có chữ G trong chữ go, go. Đừng đọc là G, G tiếng Việt mình. Tiếng Việt mình là G nên nó sẽ là go, go, giống như là chó sủa go, go á. Go, 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 go. Trong khi tiếng Anh sẽ là G, G. Nếu mà chó sủa thì kiểu tiếng Việt mình sẽ là go, go, go. Chó sủa go, go, go. Mình lấy ví dụ đó cho các bạn dễ hình dung hơn là âm G trong tiếng Anh nó khá là khác so với âm G trong tiếng Việt mình. Và nếu như bạn phát âm đúng cái âm G trong tiếng Anh thì âm của bạn nó rất là xa và nó rất là hay. Làm sao để phát âm được âm G? Các bạn hãy nhìn mình nha. Đây là đầu lưỡi, thân lưỡi và cuốn lưỡi. Các bạn sẽ nâng cái phần cuốn lưỡi lên và kéo vào sâu vào trong miệng của mình. Sau đó mình bật hơi mạnh ra. G, G, G. Vậy âm G trong tiếng Anh và G trong tiếng Việt của mình nó khác nhau chỗ nào? À, khác nhau ở vị trí cái lưỡi. G trong tiếng Anh mình sẽ nâng lên, trong khi G tiếng Việt của mình thì nó chỉ thả lỏng lưỡi ra thôi. G, 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 nó không phải G, G, G. Bây giờ mình sẽ đọc một số các ví dụ có âm G. Các bạn hãy nghe và lặp lại theo mình nhé. G, G, garden, garden, grass, grass, again, again, guest, guest, guess, guess. Đừng đọc là guess, guess, tiếng Việt mình là g g mà là g g guess. Đối với âm g nằm ở cuối chữ thì các bạn sẽ cần phải ngưng nguyên âm trước đó dài ra. Ví dụ như con chó mình đã nói là dog, ngưng cái o ra, dog, dog. Và g mình cũng bật cổ họng nhưng mà nó nhẹ hơn. G, 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 dog, dog. Hay mình có túi xách, bag, bag. Sau đây là một số các chữ khác, mặc dù nó có chữ g ở trong mặt chữ nhưng hoàn toàn là mình sẽ không có bật âm g này ra. G này được gọi là âm câm. Bây giờ mình sẽ đọc trước và các bạn lặp lại theo mình nhé. Listen and repeat after me. Sign, sign. Foreign, foreign. Design, design. Right, right. Thought, thought. Daughter, daughter. Neighbor, neighbor. Đấy, những chữ này thì âm g hoàn toàn nó bị câm lặng rồi, nó bị im lặng và nó bị mình không cần phải đọc nó lên. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc một số các câu thường dùng phổ biến và nó có chứa âm g. Các bạn nên học thuộc lòng những câu này để mình có một cái phản xạ nói tiếng Anh nó nhanh hơn mà không cần phải lo nghĩ về chuyện phát âm nữa. Listen and repeat after me. Great, great. Nhớ chu miệng ra nha. Great. Let's get together. Let's get together. The, nhớ le lưỡi. Let's get together. Give me a call. Give me a call. Good to see you again. Mình rất là vui được gặp lại bạn. Good to see you again. Hey, good to see you again. I've gotta go. Trong này mình có chữ got và chữ to. Mình có thể nói nhanh thành là gotta. Hey, I've gotta go. I've gotta go. Và câu cuối cùng, what are you gonna do? What are you gonna do? Trong này chữ gonna
Đó là viết tắt của chữ going to. Thay vì nói là what are you going to do, thì mình sẽ nói nhanh hơn. What are you gonna do? What are you gonna do? Và các bạn hãy lặp lại các câu này theo mình một lần nữa nha. Listen and repeat after me. Great. Let's get together. Give me a call. Good to see you again. I've got to go. What are you gonna do? Vậy là chúng ta vừa đi qua ẩm g. Và nếu như có một thứ mà các bạn có thể quên hết, xong bạn chỉ cần nhớ một thứ thôi, thì một thứ bạn nhớ là gì? À, chính là âm g, là một âm bật hơi. Và mình phải bật cái hơi ra. G, g, g. Thì nghe âm sẽ hay hơn rất là nhiều. Grass. G, g, garden. G, g, go. Không đọc là garden. Go, go. Mà là g, garden. Go. Nếu như các bạn thích đoạn video này thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Và các bạn có thể để dưới phần comment bên dưới là các bạn thích gì ở đoạn video này và các bạn muốn học gì thêm trong tương lai để mình có thể biết thêm được những đề tài mà các bạn yêu thích và mình có thể làm những đoạn video có thể giúp cho các bạn trong việc mình học phát âm tiếng Anh và chinh phục tiếng Anh nói chung. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.